Có lẽ chúng ta đều biết rằng các quốc gia có vị trí địa lý tại những vùng sa mạc thường không có tài nguyên thiên nhiên nào khác ngoài dầu mỏ. Chúng được coi là vàng đen ở khu vực này. Thế nhưng, chính nguồn tài chính từ dầu mỏ lại tạo một ngành chăn nuôi độc đáo và khó tin nhất thế giới, đó chính là ngành chăn nuôi và sản xuất sữa bò. Vậy, các trang trại bò sữa ở sa mạc hoạt động như thế nào? Mời các bạn hãy cùng khám phá nhé! Trang trại bò sữa trên sa mạc có gì đặc biệt? Không có quá nhiều tài nguyên khác ngoài dầu mỏ, Ả Rập Saudi đã dùng mọi cách để tạo ra một đế chế bò sữa ngay tại vùng đất khô cằn của sa mạc. Dưới cái nóng lên tới 50 độ C, gần 200.000 con bò sữa vẫn được nuôi dưỡng trên khắp khu vực sa mạc cằn cỗi. Không những thế, trang trại bò sữa còn thu được 1,5 tỷ lít sữa mỗi năm, cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú mà rẻ tiền cho người dân tại khu vực. Chăn nuôi bò sữa trên sa mạc khác hẳn với những trang trại bò sữa tại các khu vực khác và nó có rủi ro cùng chi phí chăn nuôi cao hơn. Đặc biệt, ở khu vực này có mực nước khan hiếm không thuận lợi chăn nuôi bò sữa. Các chuyên gia trong ngành cho biết, một con bò phải tiêu thụ 3 lít nước mỗi ngày để sản xuất 1 lít sữa. Đối với gia súc có năng suất cao, cần tiêu thụ khoảng 100 lít một ngày. Do đó, mực nước trên sa mạc không đủ để đáp ứng nhu cầu cho đàn bò sữa. Vậy, tại sao Ả Rập Saudi lại thành công sản xuất và chăn nuôi bò sữa giữa sa mạc khô cằn và nóng bức? Bí quyết để tạo nên thành công trong ngành chăn nuôi bò sữa ở một trong những môi trường khô cằn nhất thế giới là áp dụng công nghệ hiện đại. Vì khí hậu nắng nóng nên cần thiết sử dụng các thiết bị làm mát như máy phun sương hoặc điều hòa không khí. Máy phun sương được lắp đặt hai bên khu vực chuồng trại sẽ tỏa ra những đám mây hơi ẩm làm ướt hai bên sườn đàn để giữ cho bò mát mẻ. Các thiết bị quạt gió còn giữ cho chuồng trại khô ráo và ngăn hình thành vũng nước. Các hệ thống làm mát có khả năng giảm tới 20 độ C so với nhiệt độ bên ngoài, giúp cho những giống bò được nhập về từ vùng khí hậu ôn đới đã thích nghi với đời sống sa mạc. Tất nhiên, chi phí chăn nuôi bò sữa trên sa mạc không phải là ít. Một chiếc máy làm mát có thể lên tới 7.000 USD Mỹ và có khả năng đáp ứng nhu cầu của khoảng 12 con bò. Với chi phí đầu tư cao đã giúp các trang trại bò sữa hoạt động hiệu quả. Giữa sa mạc nóng bức, hầu như không nhìn thấy được trang trại trồng trọt lương thực nào. Vậy, thức ăn cung cấp cho bò sữa có nguồn gốc từ đâu? Toàn bộ cỏ khô và thức ăn chăn nuôi nơi đây đều phải nhập khẩu, mặc dù chi phí cao nhưng đảm bảo chất lượng. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, các nhà máy sản xuất điện từ biogas trong chăn nuôi nay được xây dựng ngay trong trang trại, giúp tiết kiệm chi phí năng lượng.
trí tuệ nhân tạo cũng được áp dụng giúp theo dõi sức khỏe của từng con bò theo thời gian thực. Mỗi con bò sẽ được gắn một hệ thống theo dõi điện tử giúp theo dõi mọi hoạt động trong ngày, từ tần suất nhai lại, hay khi bò nóng quá, vận động sẽ tăng lên. Ngược lại, bò có dấu hiệu bị bệnh thì hoạt động sẽ giảm bất thường. Tất cả mọi hoạt động bất thường của bò sẽ được phát hiện ngay lập tức. Từ đó, những người quản lý trang trại sẽ kịp thời chăm sóc sức khỏe cho những con bò mà họ chăm sóc. Được nuôi dưỡng trong môi trường đảm bảo cùng thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, bò ở khu vực sa mạc cung cấp lượng sữa cao hơn so với một số khu vực ôn đới khác. Tại đây, cứ mỗi 8 tiếng, bò lại được đưa đi vắt sữa. Mỗi con bò ở đây có thể cung cấp tới 64 lít sữa mỗi ngày, cao hơn nhiều so với năng suất của các trang trại bò sữa tại nhiều quốc gia. Tại nhà máy thu hoạch sữa bò, máy móc cũng thay thế sức lao động của con người. Chúng ta có thể thấy các loại máy vắt sữa hiện đại nhất được sử dụng tại khu vực này, giúp năng suất thu hoạch sữa bò được nâng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh. Tuy nhiên, để bảo quản sữa trong môi trường 50 độ C là điều tương đối khó khăn. Vì thế, người dân Ả Rập Saudi đã làm cách nào để bảo quản sữa bò trong điều kiện khắc nghiệt này? Ở nhiệt độ sa mạc bình thường có thể lên tới 50 độ C, sản lượng sữa thường sẽ giảm mạnh, sản phẩm sẽ nhanh chóng hư hỏng và vi khuẩn nguy hiểm sẽ hình thành. Vì vậy, sau khi bò được vắt sữa, nhà máy sẽ tiến hành quá trình thanh trùng các sản phẩm sữa, đóng chai và đóng gói. Mọi quy trình sản xuất sữa đóng chai đều được diễn ra nhanh chóng và trong môi trường nhiệt độ thấp. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài sa mạc luôn ở mức cao từ 40 đến 50 độ C, nhưng bên trong nhà máy, nhiệt độ chỉ dao động ở mức từ 18 đến 25 độ C để đảm bảo chất lượng sữa tốt nhất. Sau khi sản xuất hàng triệu chai sữa bò đóng chai, các sản phẩm được vận chuyển đến khắp các khu vực để phục vụ nhu cầu tiêu thụ. Công ty sản xuất sở hữu đội tàu gồm 1.000 tàu chở sữa lạnh sẽ giao hàng đến hơn 55.000 cửa hàng ở 6 quốc gia vùng vịnh, cung cấp nguồn sữa dinh dưỡng cho hàng triệu người dân ở các quốc gia trên sa mạc này. Nếu bạn chỉ sở hữu một hồ nước rộng lớn nhưng lại có niềm đam mê xây dựng một trang trại bò thì bạn sẽ làm như thế nào? Có một số người chọn cách bán hồ nước và mua một trang trại, nhưng điều đó có thực sự mang lại lợi nhuận hay không? Thay vào đó, những người nông dân đã lựa chọn xây dựng một trang trại bò nổi ngay trên mặt hồ nước, tận dụng mọi điều kiện tự nhiên để phát triển trang trại, thu lại lợi nhuận hàng triệu đô. Ngay bây giờ, mời bạn hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại nuôi bò đặc biệt này nhé! Trang trại bò nổi trên mặt nước, giải pháp nông nghiệp tương lai. Có lẽ rất nhiều bạn vẫn còn khá xa lạ khi nghe đến mô hình chăn nuôi bò hoàn toàn mới này bởi nó chưa thực sự phổ biến trên toàn thế giới. Thế nhưng, một số trang trại đã và đang hoạt động một cách hiệu quả khiến mô hình này dự kiến trở thành một giải pháp của ngành nông nghiệp trong tương lai.
Vậy, trang trại nổi có những ưu điểm gì nổi trội? Thay vì chăn nuôi tại các trang trại trên mặt đất, hàng chục con bò được sống trong một khách sạn xây dựng trên mặt nước, được chăm sóc toàn diện với những robot massage, vắt sữa, nơi ở rộng rãi và hệ thống cho ăn uống tự động. Ngoài ra, chuồng trại nổi vẫn liên kết với các đồng cỏ rộng lớn để có thể chăn thả bò bất cứ lúc nào nếu có nhu cầu. Trang trại bò nổi trên mặt nước được thiết kế có khả năng tự duy trì và tuần hoàn nhất có thể. Các tấm pin mặt trời nổi cung cấp năng lượng cần thiết. Nước mưa được thu thập trên mái nhà và sau đó được lọc sạch, trở thành nước uống cho bò. Chất thải của bò cũng được ứng dụng thành chất dinh dưỡng cho các trang trại gần đó. Với thiết kế nổi trên mặt nước, trang trại này có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào, kể cả trung tâm thành phố. Hầu hết thức ăn cho bò bao gồm ngũ cốc đã qua sử dụng của nhà sản xuất bia, cám hay các loại củ như khoai tây, củ cải, dơm khô và thức ăn viên cũng được bổ sung để đảm bảo chất dinh dưỡng cho bò. Sự ra đời của trang trại bò nổi trên mặt nước cũng được coi là một xu hướng, một giải pháp thông minh trước những biến đổi khí hậu của trái đất. Theo các thống kê và nghiên cứu hiện nay, dân số thế giới ngày càng tăng và mực nước trên trái đất ngày một dâng cao dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp ngày càng khan hiếm. Việc xây dựng một trang trại nổi có nghĩa là việc sản xuất lương thực và chăn nuôi có thể diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi có lũ lụt nghiêm trọng. Nó đảm bảo ngành chăn nuôi bền vững cho con người trong tương lai. Trang trại nổi là sự kết hợp lý tưởng giữa sức mạnh đổi mới và kiến trúc hiện đại, mới mẻ trên mặt nước. Và với mô hình trang trại nổi, nó cung cấp giải pháp cho những thách thức toàn cầu về an ninh lương thực.
Trang trại được thiết kế nổi trên cầu phao, lên xuống theo thủy triều một cách an toàn. Nhiều người cho rằng bò có thể bị say sóng, nhưng thực tế chúng sẽ không cảm thấy khó chịu bởi trang trại sẽ dao động khoảng 8 feet mỗi chu kỳ thủy triều. Với những dao động này sẽ không khiến bò cảm thấy say sóng hay khó chịu. Và những ưu điểm vượt trội như vậy, các chủ trang trại hoặc các vùng có mật độ sông ngòi phát triển có thể xây dựng một trang trại nuôi bò nổi trên mặt nước. Đây cũng là một giải pháp được ứng dụng tại các khu vực thường xảy ra nhiều bão, lũ lụt hàng năm nhằm hạn chế các thiệt hại do bão lũ gây ra. Bởi đơn giản, khi nước ngập khắp khu vực, các trang trại bò trên mặt đất chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng trang trại nổi sẽ giúp đàn gia súc đối phó với điều đó. Hiện tại và tương lai sắp tới, với những dự báo cho biết, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và thậm chí nhiệt độ ban đêm tăng cao đã khiến hệ thống thực phẩm rẽ theo hướng đi mới, đã gây ra thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la. Bất chấp những điều đó, các cuộc đua nhằm vượt qua sự tấn công dữ dội của thời tiết khắc nghiệt vẫn đang diễn ra và con người luôn nghiên cứu, tìm cách để chống chọi lại với những thiên tai đến từ tự nhiên. Việc xây dựng trang trại nổi chống lũ lụt là một trong những giải pháp thiết thực của nền nông nghiệp tương lai.